thôi, bẻ thôi. Tôi nói bẻ thôi. Không có bẻ. Cái kia là bẻ, là cái này bẻ rồi. Bẻ cả bỏ thôi. Bỏ xuống rồi. Bên này bẻ không cá rồi, nó thứ này cho hồi hộp. Ơ cái đó cũng đâu có học rồi. Cái đó mình đó, của mình đó. Cái ba đó. Em nhìn lại biết thùng không có kéo. Thôi. Không em nhìn lại biết trong này có cái chỗ. Cái này là chưa bẻ chắc rồi chị. Chưa bẻ rồi, khỏi thui nha. Chưa bẻ mà. Cho bạn thấy chứ lựa để thui ra để ăn mì gói chứ. Đúng rồi, không biết có bẻ không, để nước chảy chảy từ lai nè. Đây cầm xuống, đừng cầm đó bạn. Thôi nó công lắm. Giờ giao 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 nữa nè. Giao giao giao. Giao giao tới giao tới. Để trả hồng quẹt nha. Đứa nào mà có đùng thì âu 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 chứ ai. Trời đem hàng theo người luôn. Đem hàng theo người mà. Hàng bao bự luôn, bán ghê. Không bẻ. Chưa bẻ nha, chưa bẻ. Sao mà bể được? Sao bể được? Sao bể được? Chị cộm sao bể được? Bể rồi. Mát. Trời ơi, chúng mày. Còn đây. Ê, con chân nó có lỗ nhỏ xíu ra kìa. Sao đây? Không xanh sao bể? Trứng là trứng thiệt của mình hay chơi trứng giả? Con xanh của ai? Con xanh của ai? Con xanh của ai? Nhẹ nhàng hả chị? Không bể. Không bể. Vậy là phan chưa đã được phan cao hơn nữa đi trời ơi. À, nói chung là số 2 đó thua. Rồi công bố đi, bạn em công bố đi. Rồi số 2 là thắng 1, đội này là thắng 2 đúng rồi. Đội thắng 1 rồi đúng không? Rồi. Hai đây là rồi. Rồi, con nào thắng con cho chơi cuối cùng để quyết định. Tại vì ba thắng rồi. Mình sẽ ba thắng hai rồi mà. Đội này giận đó, cái trò chơi này đội này thắng lại chơi chắc là ba thắng. Đúng rồi. Bây giờ sẽ thi vòng chung kết. Chắc thắng rồi. Chú mày còn trò chơi để thi vòng chung kết nữa mà. Quyên. Thôi lại. Chơi gì hả? Lẹ đi coi phim. Lên nằm ngủ. Con rất là mơ đi. Lẹ đi coi phim nữa. Trời lẹ vậy coi phim nữa. Không là con chơi là ba thắng rồi. Thắng rồi. Mới rồi. Chưa hết trò chơi mà anh.